Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng ăn vào đường phố đã trở thành vấn đề lớn liên quan tới phát triển và y tế công cộng. Ở nhiều nơi, việc đi bộ hay sử dụng xe đạp chưa được đảm bảo an toàn. Khoảng 50% số người thiệt mạng trên các đường phố là người đi bộ, đi xe đạp hay đi xe gắn máy. Cũng theo tổ chức này, các nước cần áp dụng ngay các biện pháp như kiểm soát tốc độ, cũng như kiểm soát việc uống rượu khi lái xe, xây dựng cơ sở hạ tầng tốt hơn cho người đi bộ với các làn đường riêng, lối đi an toàn cho người sang đường, nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng, cũng như kêu gọi các chính phủ vào cuộc trong việc bảo vệ an toàn cho người đi bộ. Tổ chức Y tế Thế giới sẽ khởi động tuần lễ an toàn đường bộ toàn cầu của Liên Hợp Quốc lần thứ 2 từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 5 với khẩu hiệu nâng cao an toàn cho người đi bộ.